Về lấy nước tráng trong đổ ra bát rồi húp nốt. Ngon. Tôi muốn tắt thắng đi cho Hương đừng nhặt mất. Cái gì? Tôi muốn tắt thắng đi cho Hương. Tôi muốn bổ nó lại cho Hương đừng bay đi. Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại channel của mình nha. Chúc các bạn đã xem video của tôi một ngày học tập và làm hiệu quả. Đấy, thì hôm nay tôi đã gọi là vừa đi ăn trộm của mẹ mình 4 loại quả trứng ở trong nhà ấy để mình đi sinh tồn anh em ạ. Đó. Đầu mình đã lấy số ra một ý tưởng. Đó chính là đổ trứng vào ống tre và lướng lên thôi, xong phong cách sinh tồn anh em ạ. Đó. Ok các bạn nha. Đấy, bây giờ tôi sẽ bắt tay vào làm món trứng nướng ống tre và đậm chất sinh tồn cho anh em xem. Mọi người đi theo mình nhá. Mình đã chọn được một tre gọi là đẹp nhất ở đây rồi đấy, và mình phạt đây mình gọi là làm trứng nướng ống tre cho anh em xem. Ok các bạn nha. Đấy. Bây giờ mình sẽ cưa ra. Lồi sinh tồn từ thân cây tre anh em nhá. Đó, mình sẽ đổ trứng vào đây và mình nướng lên thôi. Nướng lên và ăn luôn theo phong cách nguyên thủy đấy mà anh em. Đó. Cho anh em xem cái lồi sinh tồn này anh em này. Đấy. Ôi. Chất lắm anh em ơi. Giờ mình sẽ nhóm lửa mình đốt bếp để nướng trứng anh em nhá. Đó. Theo phong cách sinh tồn luôn anh em ạ. Ok các bạn nha, giờ mình sẽ đổ chúng vào cái lồi sinh tồn này của mình anh em nhá. Đó, mình đã chế một cái lắp vung rất chi là đẳng cấp luôn. Đấy. Nha. Quả trứng chính tỏ cũng cứng anh em ạ. Đau quá. Ôi. Theo phong cách sinh tồn. Ôi. Okay. Wow. Nhìn giống như một cái thuyền đấy anh em ạ. Ôi. Đấy. Trứng rất là ngon luôn anh em ạ. Giờ mình sẽ lắp vung lồi vào và mình sẽ đun lửa lên và chuẩn bị thưởng thức món trứng sinh tồn luôn anh em nhá. Đó. Mình có một anh lại ở địa phương mình xuống chơi với mấy anh em ạ. Thế là mình cho thưởng thức món trứng nướng sinh tồn luôn. Đó. Tí muốn muốn cháy cả rừng tre, cháy cả bụi tre nhỉ.
Đấy, đang lên tổ chức chưa? Đấy. Ok các bạn nhá, giờ mình sẽ đi chế tạo cái muỗng sinh tồn để chuẩn bị ăn trứng thôi. Chuẩn bị trước là anh em ạ. Xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc muỗng sinh tồn mà mình mới chế tạo ra anh em nhá. Đó. Tưởng tượng anh em cứ tưởng tượng như này này. Đấy. Đút vào mồm là ăn thôi anh em ạ. Đó. Đây này anh em ạ. Cây tre đang sùi bọt mép ra rồi này. Mình sẽ lấy nước này mình uống anh em ạ. Uống thử xem nó có chết không. Mình sẽ lấy nước này mình uống. Mùi bùi bùi, có mùi của tre anh em ạ. Có mùi của tre. Ok các bạn nha, rồi mình sẽ chuẩn bị mở cái gọi là cái lò sinh tồn của mình ra anh em ạ. Nếu mà các bạn cảm thấy video của mình hay ấy, thì đăng ký kênh cho mình nhá, xem xong đăng ký kênh cho mình. Đừng quên chia sẻ video cho mình nhá. Đấy. Để mình có động lực để làm những video chất hơn anh em ạ. Đó. Giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Ui ôi, trứng của mình gần chín rồi anh em ạ. Ui. Ui. Ui ôi, cho anh em xem này. Ui. Hôm nay có một fan đến từ xã Đường Hoa các bạn ạ. Một xã rất giàu tài nguyên về biển. Giàu tài nguyên về biển. Hôm nào anh sẽ mang con bạch tuộc xuống đây cho mình nướng anh em ạ. Nào anh ấy hứa là sẽ đem xuống một đôi bạch tuộc cho anh em mình làm món bạch tuộc nướng siêu cay. Ok các bạn nha, bây giờ mình sẽ mang ông chiếc cái lồi sinh tồn của mình và số trứng này đi ra thưởng thức anh em ạ. Là chỗ nào hợp với phong thủy mình sẽ đi thưởng thức anh em ơi. Let's go. Mùi tre rất là thơm luôn. Và mình sẽ khui cái bếp này nào. Ôi trời. Ôi anh em ơi. Ui anh Thu, anh quay lại cho anh em xem đi. Ôi anh xem nào. Ngửi xem nào, chứ thơm không. Ui này. Này cho cổ hàn vào thơm nhỉ. Như kiểu bác trứng luôn đấy anh em ạ. Bác trứng trong lồi cơm điện đấy mà. Đó. Này. Công nhận mình đẩy số cái anh thật. Mời tất cả các bạn nha. À anh nghe thưởng thức cho đi. Anh xuống cho đi. Có chỗ này mát nhỉ. Mát mà anh. Không gì đó nào. Anh ăn thử đi. Em tắt được căng trứng thế nào. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Anh em mà lấy chia rồi hay nhớ subscribe cho mình nhá. Subscribe. Ngon không anh? Ăn được. Ăn được á? Ăn không chết người được. Mùi tre đặc cấp đấy. Đặc cấp luôn. Nấu ăn là không cần phải dầu mỡ anh em ạ. Kiểu phong cách sinh tồn đấy mà. Ôi. Mời các bạn nhá. Ngon không anh? Ngon không? Chất luôn anh em ơi. Chúng ăn thử chưa?
còn có không mọi người ạ? Vãi liều. Yeah. Ăn xong về còn định vét sạch liếm liếm sạch ống tre chắc. Còn đây này. Ngon quá bà con ạ. Về lấy nước tráng đổ ra bát rồi húp nốt. Tôi muốn tắt nắng đi cho Hương đừng nhạt mắt. Cái gì? Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mắt. Tôi muốn buộc nó lại cho Hương đừng bay đi. Ê. Ngon quá. Ý tưởng hay ấy, thì cứ comment xuống bên dưới nhá. Comment ý tưởng của anh em còn đấy thú vị xuống bên dưới để mình làm phục vụ anh em luôn anh em nhá. Đó. Ok các bạn ơi, nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị thì từng tiếp một like, một share và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.